Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin 90 học giả, nhà báo và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới ký vào thư ngõ kêu gọi Tô Lâm thả nhà báo Huy Đức. Giáo sư Peter Shinoman, trưởng khoa lịch sử tại Đại học California, là một trong gần 100 giáo sư, nhà nghiên cứu Việt Nam học trên khắp thế giới khởi xướng, soạn thảo và ký thư kiến nghị Việt Nam thả nhà báo Huy Đức. Thư ngõ được công bố vào ngày 21 tháng 9, nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Liên Hiệp Quốc và sau đó là thăm Cuba từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9. Huy Đức, tên thật là Trương Huy Sang, là một nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam, chủ blog Oshin và Facebook Oshin Huy Đức, tác giả của bộ sách Bên Thắng Cuộc, bị bắt vào ngày 7 tháng 6 với cáo buộc theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Hình ảnh nhà báo Huy Đức trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Nhân dịp này, AFA có cuộc trò chuyện với giáo sư Peter Shinoman. Trong cuộc trò chuyện này, giáo sư Peter Shinoman cho biết ông đã nghiên cứu và giảng dạy về lịch sử Việt Nam từ năm 1987. Giống như nhiều học giả nghiên cứu về Việt Nam, giáo sư Peter Shinoman coi Huy Đức vừa là bạn thân, vừa là thành viên trong cộng đồng trí thức rộng lớn hơn. Cuốn sách Bên Thắng Cuộc xuất bản năm 2012 của ông được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngành Việt học coi là cuốn sách về lịch sử Việt Nam hậu chiến hay nhất từng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Ngoài việc ủng hộ một người bạn và một người đồng nghiệp, giáo sư Peter Shinoman đã giúp viết bản kiến nghị này để phản đối sự bất công trong việc giam giữ ông. Huy Đức nổi tiếng là người chỉ trích tình trạng tham nhũng và sự độc đoán ở Việt Nam. Ông luôn là người ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán cho những cải cách một cách hòa bình và tăng cường tinh thần pháp quyền. Ông chưa bao giờ ủng hộ bạo lực hoặc lật đổ chính quyền. Việc bắt giữ Huy Đức là một phần của chiến dịch chính thức rộng lớn hơn nhằm bịt miệng và giam giữ những người chỉ trích chính phủ một cách ôn hòa. Giáo sư Peter Shinoman phản đối chiến dịch này nói chung và việc bắt giữ, giam giữ Huy Đức nói riêng. Cho đến nay, đã có khoảng 90 học giả, nhà báo và nhà nghiên cứu ký vào bản kiến nghị. Họ bao gồm nhiều nhân vật lỗi lạc và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu Việt Nam, trong môi trường học thuật quốc tế. Nhóm học giả và nhà nghiên cứu coi Huy Đức là một thành viên trong cộng đồng của họ. Anh ấy đã tham gia cùng họ tại các hội nghị khoa học và đưa ra lời khuyên không chính thức cho nhiều người khi họ nghiên cứu về Việt Nam. Các bài viết của Huy Đức đã tác động mạnh mẽ đến xã hội kể từ khi ông bắt đầu làm phóng viên điều tra cho báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn vào cuối những năm 1980. Vào cuối những năm 1980 và trong thập niên 1990, ông đã vạch trần nhiều vụ bê bối tham nhũng lớn, trong đó các quan chức chính phủ, gia đình họ và các doanh nhân tư nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp. Các bài báo chống tham nhũng của Huy Đức đã đưa ra lời cảnh báo hữu ích cho những người có quyền lực ở Việt Nam rằng họ có thể bị mất mặt trước công chúng và thậm chí có thể phải chịu hậu quả pháp lý vì lòng tham quá mức và các hành động bất hợp pháp. Điều đó mang lại hy vọng cho những người dân bình thường rằng phương tiện truyền thông trong nước có thể được sử dụng như một công cụ cho công lý xã hội, chứ không chỉ là cơ quan ngôn luận buồn tẻ của một chính phủ phản dân chủ. Sau khi nhà cầm quyền gây áp lực, buộc ông phải rời khỏi báo chí chính thức của nhà nước và đóng cửa blog Oshin nổi tiếng, Huy Đức đã dành một thập kỷ để nghiên cứu và viết Bên Thắng Cuộc. Cuốn sách này đã dạy cho độc giả Việt Nam nhiều điều. Nó đã làm sáng tỏ những vấn đề gây tranh cãi ở Việt Nam sau chiến tranh, vốn đã bị xóa khỏi sách giáo khoa lịch sử ở trường học. Chẳng hạn như hệ thống trại cải tạo tàn bạo, hoàn cảnh khốn khổ của những thuyền nhân, sự quản lý kinh tế yếu kém của đất nước và các chiến dịch bài hoa có tính tham nhũng và côn đồ vào giữa những năm 1970. Có lẽ quan trọng nhất, không giống như lịch sử chính thức ở Việt Nam, vốn mô tả chiến tranh Việt Nam là cuộc xung đột giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Bên Thắng Cuộc khẳng định rằng cuộc xung đột này cũng là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, để lại một bên chiến thắng của Việt Nam và một bên thua cũng của Việt Nam. Hình ảnh cuốn sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Trong số nhiều khía cạnh khác thường và đáng ngưỡng mộ của Bên Thắng Cuộc, cuốn sách này là một trong số rất ít những tác phẩm thực sự đồng cảm với miền Nam thua cuộc trong cuộc chiến tranh Việt Nam do một thành viên của miền Bắc thắng cuộc viết ra. Giáo sư Peter Shinoman cảm thấy rằng chính phủ không thích tất cả những điều thú vị và trung thực
trong các tác phẩm của Huy Đức. Thật trớ trêu là khi truy tố Huy Đức, chính phủ Việt Nam đã truy tố một trong những nhà báo điều tra thực sự đẳng cấp thế giới của đất nước. Huy Đức có lẽ là nhà báo điều tra đẳng cấp thế giới duy nhất của họ. Các bài viết của Huy Đức không chỉ tập trung vào việc buộc những người có quyền lực phải chịu trách nhiệm, mà còn sử dụng phong cách văn xuôi rõ ràng, dễ đọc, giúp nhiều độc giả có thể tiếp cận. Vì lý do này, các bài viết của ông có khả năng thu hút một lượng độc giả lớn và định hình dư luận. Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Giáo sư Peter Gentleman không biết liệu các bài viết của Huy Đức có tác động tích cực đến quản trị quốc gia hay không, vì chính phủ Việt Nam đặc biệt không chào đón những lời chỉ trích trong nước. Họ cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng bởi những lời chỉ trích trong nước, ngay cả những lời chỉ trích sâu sắc, yêu nước và mang tính xây dựng như của Huy Đức. Giáo sư Peter Gentleman hy vọng lá thư này sẽ đem lại điều tốt đẹp cho Huy Đức. Nếu không, ít nhất ông cũng có thể nói rằng ông đã cố gắng hỗ trợ và bảo vệ một người bạn đang gặp khó khăn. Ông không nghĩ ra được cách nào tốt hơn nữa để sử dụng thời gian của mình. Khả năng nắm giữ quyền lực của ông Tô Lâm sẽ rõ ràng hơn sau khi Quốc hội bầu chủ tịch nước. Ngày 19 tháng 9, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận của tác giả David Hutt, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Âu về các vấn đề châu Á, với tựa đề "Ông Tô Lâm có thể đẩy cuộc đảo chính cung đình của mình xa đến đâu trước khi gặp kháng cự". Tác giả nhận xét khác với Trung Quốc nằm dưới sự lãnh đạo tối cao của ông Tập Cận Bình. Việt Nam được điều hành bởi hệ thống tứ trụ gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Cơ cấu này được thiết kế để ngăn ngừa việc có thể thâu tóm quyền lực vào một người đã được duy trì cho đến tận hôm nay khi cụm từ đảo chính cung đình đang được xì xào khắp Hà Nội. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả đánh giá ông Tô Lâm sử dụng chống tham nhũng như là một công cụ, chứ không phải là một chiến dịch đạo đức. Ông Tô Lâm có vẻ giống cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiều hơn là giống cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tác giả, từng là một cựu cảnh sát, ông Dũng là một người có thực dụng trong các vấn đề đối ngoại và kinh tế. Ông nhìn thấy việc cho phép tham nhũng như là một cách để củng cố đảng cầm quyền đang bị chia rẽ. Các quan chức từ trên xuống dưới trong hệ thống quyền lực có thể gắn kết với nhau bởi cùng động cơ làm giàu cá nhân. Trong khi bộ máy trung ương của đảng có thể gây ảnh hưởng tới các tỉnh thông qua những bảo trợ của mình. Ngược lại, ông Trọng đã chứng minh rằng chống tham nhũng là một cách tốt hơn để gắn kết đảng thông qua sự sợ hãi và tấm gương đạo đức. Tác giả cho biết ông Tô Lâm hứa rằng chiến dịch chống tham nhũng sẽ tiếp tục. Nhưng thiếu vắng sự chính trực đạo đức của ông Trọng, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi sợ hãi. Vẫn theo tác giả, đã có một số phản ứng chống lại ông Tô Lâm nhưng không thành công. Lấy dẫn chứng từ việc một vài nhân vật trong đảng đã cố gắng đưa ông Trần Quốc Tỏ, em trai của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang, vào vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Tác giả nhận định, cuộc tranh giành cho thấy ông Tô Lâm vẫn cần phải làm hài lòng các phe phái khác trong đảng. Trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 8, trước khi đến Bắc Kinh, ông Tô Lâm đã đến Quảng Châu thăm di tích của ông Hồ Chí Minh. Điều này chắc chắn làm hài lòng các nhà tư tưởng của đảng. Ông Tô Lâm cũng sẽ đi thăm Mỹ vào cuối tháng này, làm hài lòng phe cánh ủng hộ mối quan hệ gần cận hơn với Washington trong đảng. Tác giả đề cập đến lời đồn thổi cho rằng ông Tô Lâm vẫn còn các đối thủ như ông Trần Cẩm Tú, ông Phạm Minh Chính hay phe quân đội. Quân đội hiện là khối lớn nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, chiếm khoảng 13% số thành viên. Điều này cho thấy có thể có một cuộc tranh giành quyền lực mới giữa Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương, giống như khi ông Trọng và ông Dũng so găng. Tác giả cũng đề cập đến vụ tấn công vào Đại học Fulbright, Việt Nam, và việc cố ý khuấy động tâm lý bài Mỹ bị đồn là do phiếu quân đội gây ra trước chuyến đi New York dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc của ông Tô Lâm. Tác giả bình luận hiện chưa rõ liệu ông Tô Lâm từ bỏ vị trí chủ tịch nước có phải là do áp lực hay không, và điều này có thể ảnh hưởng đến việc củng cố quyền lực trong nước của ông hay không. Nhượng chức chủ tịch nước cho phiếu quân đội có thể là một cách thông minh để ông Tô Lâm làm hài lòng thể chế đầy quyền lực này. Nhưng cũng có thể ông đã có trong đầu
một ứng cử viên của riêng mình để duy trì quyền lực. Các yếu tố tác động và các mối quan hệ phức tạp liên quan đến việc nắm giữ quyền lực của ông sẽ trở nên rõ ràng hơn khi Quốc hội đưa ra quyết định vào tháng 10. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Khả năng nắm giữ quyền lực của ông Tô Lâm sẽ rõ ràng hơn sau khi Quốc hội bầu chủ tịch nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.